Các bạn có biết đây là hoa của cây gì không ạ? Đó chính là những chùm hoa của cây hồng giòn không hạt Nhật Bản. Hiện nay thì sau những cơn mưa xuân đầu tiên, những cây hồng giòn không hạt Nhật Bản hiện tại ở nhà vườn Ngọc Lâm đã bắt đầu bật những cái lứa mầm mới. Cái bật mầm nó sẽ kèm theo hoa luôn. Hoa của cây hồng giòn thì nó sẽ bắt đầu vào khoảng tầm tháng 2, tháng 3, tháng 5. Quả sẽ thu hoạch vào khoảng tầm tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 5 các bạn nhé. Hoa thì sẽ mọc thành chùm, mỗi chùm hoa dao động khoảng từ 3 đến 5 bông hoa như này. À, những chùm hoa thì nó sẽ mọc từ những kẻ lá mọc ra. Một hai tháng trước thì cây nó sẽ chơi trụi như này. Nhiều bạn chưa biết về cái giống cây này thì tưởng cây nó đã chết. Tuy nhiên thì đặc điểm sinh học của cây vào mùa đông thời tiết lạnh là những cây hồng giòn bắt đầu nó sẽ rụng lá, trên cây nó chỉ chơi trụi mỗi quả thôi. Sau khi thu hoạch quả là trên cây nó sẽ còn toàn cành thôi. Đấy, thời điểm cây nó ngủ đông là cái bộ rễ của cây vẫn sinh trưởng phát triển bình thường. Khi những cơn mưa xuân đầu tiên thời tiết bắt đầu lắng ấm trở lại là những cái mầm mới bắt đầu mọc lên như này. Khi những cái mầm mới này mọc lên là nó sẽ kèm theo lụ, kèm theo hoa luôn. Hiện nay thì trong nước cũng có rất nhiều cái giống hồng giòn khác nhau, như là hồng giòn của Đà Lạt, hồng giòn Mộc Châu, Sơn La. Tuy nhiên thì những cái giống hồng giòn này đều phải ngâm trước khi chúng ta có thể thưởng thức được. Còn không, khi ăn tươi trực tiếp trên cây sẽ cảm nhận được cái vị chát. Tuy nhiên thì cái giống hồng giòn Nhật Bản này nó có một cái ưu điểm là khi chín chúng ta có thể ăn trực tiếp trên cây được. Quả khi chín thì có màu vàng cam, ăn có độ giòn, ngọt và cái hương vị rất đặc trưng. Đây đều là những cây hồng giòn không hạt mà có cái kích thước lớn nhất Việt Nam tại thời điểm hiện tại mà bên mình nhập khẩu trực tiếp từ bên nước ngoài về. Đường kính gốc nó dao động khoảng tầm 15 đến 20 phân tùy từng cây. Hiện tại thì bên mình cũng có đầy đủ các kích thước từ cây giống, cây choai lẫn cây trưởng thành và nhà mình đều có nhé. Số lượng thì rất là nhiều. Đầu xuân năm mới bạn có nhu cầu sưu tầm những cái dòng cây ăn quả này về trồng cho khuôn viên gia đình mình, đây cũng là một trong những thời điểm mà thích hợp nhất để trồng cây, thì cây nó sẽ có cái thời tiết rất là thuận lợi để phát triển. Đấy, cái mầm mới bắt đầu hình thành. Cây hiện tại thì nó cao khoảng tầm 3m, tán rộng 2m rưỡi, 3m tùy từng cây các bạn nhé. Cành răm cành tán rất xung xuê như này. Đấy, đây chính là cái giống hồng giòn không hạt Nhật Bản. Đây các bạn thấy đây, những cái mầm mới bắt đầu hình thành như này. Đấy, cây rất là khỏe mạnh, cây được bên mình dâm ủ rất là kỹ lưỡng rồi. Đấy, khi nhấc cây lên là cái rễ của nó hiện tại đã bắt đầu ăn trắng xóa cái bầu cây rồi. Nên là các bạn cứ yên tâm trồng thôi. Đấy, cây nào hiện tại cũng đã bắt đầu bận mầm rất là xanh tốt như này. Hồng giòn không hạt Nhật Bản có đấy, một trong những cái giống cây mà cũng được rất nhiều người yêu thích. Các bạn mà có nhu cầu sưu tầm cái dòng hồng giòn không hạt Nhật Bản này về trồng, liên hệ tới nhà vườn Ngọc Lâm qua hai số điện thoại hotline Zalo là 0968 750 386 và 092 391 6866. Bên mình giao hàng toàn quốc các bạn nhé. Trong quá trình trồng và chăm sóc mà có bất kỳ vấn đề gì cần tư vấn thì nhà vườn mình sẽ tư vấn và hỗ trợ cho các bạn để làm sao mà cây nó sinh trưởng phát triển đạt cái năng suất tốt nhất. Đây các bạn này, cây lên mầm lên lá rất đẹp như này nhé. Chính là cái giống hồng giòn không hạt Nhật Bản, một trong những cái loại hồng mà có cái giá trị dinh dưỡng và cái giá thành cao hơn rất nhiều lần so với những cái giống hồng trong nước. Mầm lá lên rất là xanh tốt rồi các bạn nhé.